trên lầu đục cái lỗ xuống cho ống vô để trong cầu. Mấy tụi đặt máy là nó là bạn của tôi, nó biết. Nó dặn điện, nó anh ra đây ngồi nó dốc thì cẩn thận nha, tụi em đặt máy nha. Hy sinh 4 vạn rưỡi người, nhưng không dám hy sinh xương máu thì không thể giành được độc lập. Phải để trong ngực 4 chữ coi như chết rồi. Trong lịch sử đấu tranh giành độc lập và thống nhất đất nước, không thể không nhắc đến những người anh hùng thầm lặng, những chiến sĩ tình báo đã vượt qua muôn vàn hiểm nguy để góp phần vào chiến thắng vẻ vang của dân tộc. Nhà báo, điệp viên xuất sắc Phạm Xuân Ẩn và Đại tá Nguyễn Văn Tòng, hay còn gọi là Tư Cang, là 2 trong số rất nhiều nhân vật tiêu biểu của lực lượng tình báo Việt Nam. Cả 2 không chỉ là những chiến sĩ quả cảm trên mặt trận bí mật, mà còn là những huyền thoại sống mãi trong lịch sử. H-63 là tên gọi của cụm tình báo đặc biệt, mở mạch máu vận chuyển thông tin, tài liệu, góp phần làm nên thắng lợi 30 tháng 4 năm 1975. H-63 gắn với tên gọi của 2 người điệp viên X-6, người điệp viên sống trong sự giả dối nhưng toàn nói sự thật, nhà báo Phạm Xuân Ẩn. Còn người kia là cụm trưởng cụm tình báo H-63, đại tá tình báo Tư Cang. Năm 1951, ngành tình báo chiến lược của ta được thành lập. Phạm Xuân Ẩn là cái tên được chọn để gieo vào đất của đối phương. Ông Ẩn được cách mạng cử theo học báo chí tại Mỹ, sau đó về nước, trong vỏ bọc là nhà ký giả, làm việc cho tờ báo Time và hãng tin Anh Reuters tại Sài Gòn. Là mình suy nghĩ là mình làm ký giả chiến trường, nó không có lợi. Nó đáp ứng không được nhiều vô cái tình báo chiến lược. Thì ông phải biến ông qua thành ký giả quốc phòng. Ông nâng cái trình độ ông lên. Là tôi chỉ viết bài về học thuyết chiến tranh, chiến lược và những cái đánh giá đó cho báo Mỹ thôi. Ông thường hay lui tới tiệm cà phê nổi tiếng Zebra. Rất nhiều chính khách của chế độ cũ và phóng viên trong và ngoài nước thường tới nơi này để khai thác tin tức. Là ký giả nổi tiếng với những bình luận chính trị sắc bén, lại hài hước trong giao tiếp, ông Ẩn là nhân vật được chú ý tại quán cà phê này. Khi mà thành lập chính phủ 3 thành phần, thì ở đó quốc hội ở đây, thì thế nào cũng ra đây ngồi nó dốc, nó đặt ghế riêng trên lầu, đục cái lỗ xuống cho ống vô để trong cột này. Mấy tụi đặt máy là nó là bạn của tôi, nó biết. Nó dặn điện, nó anh ra đây ngồi nó dốc cẩn thận nha, tụi em đặt máy nha. Nhiều thông tin của ông có giá trị lớn cho cách mạng. Sống trong lòng địch nhưng chưa bao giờ bị bắt. Ông qua mặt tất cả những mật vụ giỏi nhất của chính quyền Sài Gòn và CIA. Ông Tư Cang hay Đại tá Nguyễn Văn Tàu, nguyên cụm trưởng cụm H-63, là mạng lưới tình báo hậu thuẫn cho hoạt động của điệp viên Phạm Xuân Ẩn. Để đảm bảo an toàn cho tổ chức và người đồng đội Phạm Xuân Ẩn, ông Tư Cang hàng chục năm không gặp vợ con dù trong cùng thành phố. Khi mình cũng đóng cái vai người gia sư vậy. Có khi mình phải đi làm kế toán, nói chung là vô thành á, mà không có việc làm thì dễ bị bắt lắm. Nhất là nói cụm trưởng tình báo thì nó quánh tàn nữa, bị bắt rồi thà chết không khai. Anh em nó đi với tôi, tôi nói tụi bay mà vô đơn vị này, tụi bay phải để trong ngực 4 chữ, coi như chết rồi. Thì tụi bay không còn sợ gì nữa. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 trên chiến trường miền Nam năm ấy là một trong những nhiệm vụ trọng điểm của cụm tình báo H-63. 31 tháng 1 thì mình nổ súng đánh vô các mục tiêu trong Sài Gòn. Tôi phải trụ tại Sài Gòn để nắm các thông tin và báo cáo về trên. Tới 25 tháng 4 thì tới 4 tháng 5 mình mở đợt 2. Thì toàn thể đều sốc tới, biết rằng vô là chết, chấp nhận hy sinh. Hy sinh 4 vạn rưỡi người, không dám hy sinh xương máu thì không thể giành được độc lập. Sau Mậu Thân đợt 2 thì Tổng thống cử cấp đại sứ Bắc liên lạc với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa để đi vào thương lượng. Thành ra không có Mậu Thân thì chúng ta không thể có cái việc ký vô Hiệp định Paris. Ngày 29 tháng 4 năm 1975, ông Tư Cang và đồng đội của mình đã chiến đấu anh dũng để bảo vệ cầu Rạch Chiếc, một nút thắt quan trọng mở đường cho quân ta tới đánh trận cuối cùng, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong 45 cán bộ ở cụm tình báo H-63, có 27 người đã hy sinh để bảo vệ mạng lưới.
Họ bao bọc đoàn kết, mưu trí cùng với đồng chí, đồng đội và người dân tạo nên một thắng lợi hoàn toàn. Đó là hai trong số rất nhiều nhân vật lịch sử, câu chuyện lịch sử khiến chúng ta thấy thêm thấm thía tinh thần yêu nước và ý chí kiên cường của những người chiến sĩ tình báo. Những chiến công của họ không chỉ góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc mà còn để lại những bài học quý giá về lòng yêu nước, sự hy sinh và tinh thần kiên cường. Họ là minh chứng sống động cho những giá trị bất diệt của lòng trung thành và trách nhiệm với Tổ quốc.